Karina. Chào mừng các thiện tướng đến với tâm điểm tướng Airi, ninja rồng. Bản thân gánh vác trọng trách của cả dòng tộc ninja, Airi không chỉ xuất sắc đạt được danh hiệu cao quý thượng nhẫn, mà còn được chính loài rồng huyền bí phương Đông chứng nhận tài năng của cô bằng dấu ấn rồng ngài ban tặng. Nội tại của Airi là sắc lẹm, mỗi đòn đánh thường giúp giảm hồi chiêu của kiếm khí đi 1 giây. Nội tại này giúp Airi có lợi hơn trong những pha đối đầu nhờ khả năng tung kiếm khí liên tục. Chiêu thức đầu tiên của Airi là kiếm khí. Airi rút kiếm chém thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh, tạo ra một luồng kiếm khí gây sát thương vật lý, đồng thời làm choáng các nạn nhân trúng đòn trong thoáng chốc. Kiếm khí có tầm tấn công xa, vì vậy có thể dễ dàng quấy rối kẻ địch và kiên nhiễu kẻ địch từ xa. Chiêu thức thứ hai của Airi là kiếm vũ. Airi múa kiếm lướt theo hướng chỉ định, gây sát thương vật lý. Đặc biệt, kiếm vũ có thể tung đến 3 lượt, bạn có thể dễ dàng truy đuổi những mục tiêu thấp máu và thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng. Chiêu cuối của Airi là long kiếm. Airi gây sát thương vật lý lên những mục tiêu lân cận, làm chậm và làm choáng các nạn nhân. Mỗi tướng địch trúng chiêu sẽ giúp gia tăng giá trị cho lớp bảo hộ của Airi. Chưa hết, Airi còn được tăng 100% tốc độ chạy giảm dần trong 2 giây, kèm theo 15% tốc đánh trong 8 giây. Hãy sử dụng Airi như một ninja thực thụ và tung ra chiêu thật hợp lý để càn quét kẻ địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tâm điểm tướng Airi. Hẹn gặp lại vào những tâm điểm tướng lần sau.